thải giang sán, núi nhiều, đất ít. Từ lúc lấy vợ rồi tách hộ, căn nhà của gia đình Sình chưa bao giờ sửa lại. Ngoài ruộng bố mẹ chia, Sình phải mượn ruộng của anh em trong bản mới trồng đủ gạo ăn. Dịch không đi làm ở Trung Quốc. Về bản, bố cho 2 con bò và giờ Sình phát triển thành 6 con nhưng chưa đủ để thoát nghèo. Vì mình nghèo là vì là mình trồng cái gì đây nó không vươn lên, mình đi làm thuê thôi. Nơi bò để vươn lên khó khăn thì mình cứ nơi bò càng nhiều càng tốt. Đấy, vì có những cái gì mà trong gia đình vướng mắc cái gì mình cũng được thỉnh thoảng bán một con để giúp đỡ trong gia đình. Cả xã Liên Hội đều biết gia đình Hoàng Văn Tự là hộ nghèo nhiều năm. Là hộ nghèo nhưng ruộng vườn để hoang. Xã nhiều lần ưu tiên giúp nhà Tự thoát nghèo, gần đây nhất là cho bò giống, nhưng anh cũng chẳng làm, chán thì bán. Ruộng em ít thôi, anh ít ruộng, đất ít. Thì con cái? Con cái ốm yếu mãi. Còn anh Vi Văn Tầm, gần 40 tuổi mới vào Nam làm việc, thì bị dịch và chẳng đem được đồng nào về nhà. Đôi lợn này được họ hàng cho để nuôi ăn Tết. Xã đến động viên, cho vay vốn để phát triển kinh tế vườn đồi, thì Tầm sợ làm mất vốn. Còn một mình cháu là sợ. Tiền thì dù là bay về là không tạt được các anh. Trường hợp nghèo bền vững khá phổ biến ở các tỉnh vùng cao vì thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn và kiến thức. Nhưng cũng có không ít hộ nghèo mãi thành quen.